Viện nghiên cứu Mỹ cho rằng Nga có hơn 60.000 quân dự bị, nhưng mới chỉ cung cấp đủ vũ khí, trang bị cho 20.000 trong số đó. Trong khi đó, quan chức Ukraine cho biết Kiev sẽ được chuyển giao tên lửa có tầm bắn tối đa 500 km, nhiều khả năng là vũ khí gắn trên tiêm kích F-16. Sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận có kế hoạch thay đổi Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Valery Zaluzhny, đã có nhiều ý kiến hoài nghi xuất hiện trong nội bộ nước này. Trong video ngày hôm nay, Thế giới từ điểm sẽ cùng quý vị tiếp tục cập nhật những diễn biến nóng nhất trên toàn cầu. Mặc dù Nga có khả năng duy trì nhịp độ hoạt động hiện tại và không ngừng nỗ lực mở rộng cơ sở công nghiệp quốc phòng, ngành này khó hỗ trợ đầy đủ cho lực lượng dự bị của họ. Viện nghiên cứu chiến tranh ESW có trụ sở tại Mỹ ngày 4 tháng 2 nhận định. ESW dẫn đánh giá các chuyên gia quân sự Ukraine, Kostiantin Mashovets, cho hay lực lượng dự bị của Nga gồm 16 tiểu đoàn, 17 trung đoàn cùng 2 phân đội chiến thuật cấp tiểu đoàn và trung đoàn. Các đơn vị dự bị của Nga có tổng cộng là khoảng 60.000 đến 62.000 quân. Song, họ chỉ cấp phát vũ khí và trang bị chiến đấu cho khoảng 20.000 lính. Mashovets cho biết, lực lượng dự bị Nga tập trung đông nhất trong khu vực tác chiến của cánh quân Sud của phía Nam. Tiếp đến là cánh quân Sabas phía Tây, Dnipr, Zaporizhia, Vostok và Tesent, trung tâm. Cánh quân Sud đang tham gia chiến đấu tại khu vực Bakhmut và Avdiivka. Quân số dự bị thuộc cánh quân Dnipr, cao thứ ba do các chỉ huy Nga có thể lo ngại mối đe dọa từ lực lượng Ukraine ở bờ Tây sông Dnipr. Một số quan chức Ukraine gần đây cho biết khoảng 70.000 quân Nga đang đóng ở tỉnh Zaporizhia và khu vực tỉnh Kherson bên bờ đông sông Dnipr. Các đơn vị dự bị của cánh quân Dnipr có thể di chuyển tới hướng Zaporizhia theo yêu cầu. Theo ESW, cánh quân Tesent có ít quân số nhất do các hoạt động của Nga trên hướng Lyman có thể nhằm hỗ trợ cánh quân Sabas tiến dọc tuyến Kubiansk-Sevastopol. Lực lượng Ukraine theo đuổi chiến lược phòng ngự trong năm nay, nhường lại thế chủ động chiến lược cho Nga và để họ xác định địa điểm, thời điểm và quy mô giao tranh để phân bổ nguồn lực hợp lý, ESW cho biết. Nga gần đây mở các đợt tiến công trên khắp chiến tuyến dài 1.000 km sau khi đợt phản công quy mô lớn của Ukraine thất bại. Tuy nhiên, tình hình chiến trường tới nay chưa có thay đổi mang tính đột phá và chiến sự đang trong tình trạng bế tắc. Sau gần 2 năm giao tranh, Ukraine phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn viện trợ vũ khí tài chính từ phương Tây để có thể chống lại Nga. Khi chiến dịch phản công bế tắc và nỗi mệt mỏi vì chiến sự kéo dài ở Mỹ lẫn châu Âu gia tăng, nguồn hỗ trợ tối quan trọng đó có nguy cơ chấm dứt, đẩy Ukraine vào tình thế khó khăn chưa từng thấy. Các quan chức Mỹ và đối tác phương Tây của Ukraine gần đây dự đoán Kiev sẽ đối mặt một năm rất nhiều thử thách, khi lực lượng ngày một cạn kiệt của họ phải tập trung vào củng cố phòng tuyến, thay vì giành lại những khu vực Nga đã kiểm soát. Ukraine sắp nhận tên lửa tầm bắn 500 km. Trong các gói viện trợ sắp tới, Ukraine sẽ được nhận tiêm kích F-16 và tên lửa có khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 300-500 km. Chúng sẽ giúp quân đội Ukraine đạt được nhiều thành công hơn nữa trên chiến trường. Trung tướng Serhiy Nazev, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Liên quân, cơ quan tham mưu cấp cao trong quân đội Ukraine tiết lộ. Ông không nêu chi tiết tên loại tên lửa tầm xa Ukraine sắp tiếp nhận, nhưng Thomas Newdick, chuyên gia quân sự của War Zone, nhận định đây sẽ là vũ khí có thể trang bị cho tiêm kích F-16 như dòng CRSM của Mỹ. Phiên bản gốc AGM-158A CRSM có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 530 km, trong khi biến thể tăng tầm AGM-158B có tầm bắn lên tới hơn 900 km và được ứng dụng nhiều công nghệ tàng hình, khiến nó khó bị phát hiện và đánh chặn hơn. Một ứng viên khác là tên lửa hành trình SLAMER có tầm bắn hơn 270 km, do loại đạn này có tính nhạy cảm về công nghệ thấp hơn dòng CRSM và được quân đội Mỹ trữ nhiều trong kho. Tên lửa SLAMER có thể khai hỏa theo chế độ bắn và quên, hoặc được phi công hiệu chỉnh đường bay sau khi phóng nhờ kết nối đường truyền dữ liệu hai chiều, giúp tăng độ chính xác của đòn đánh. Dù là tên lửa nào thì đây cũng sẽ là sự hỗ trợ quan trọng cho quân đội Ukraine, do không quân nước này chỉ sở hữu duy nhất một loại tên lửa không đối đất tầm xa là dòng Shadow Storm
SCALV-EG được trang bị cho cường Kitsu-24M. Shadow Storm SCALV-EG đã được Kiev nhiều lần sử dụng để tập kích các mục tiêu quan trọng của Nga ở bán đảo Crimea. Gần nhất là vụ tấn công tháng 12 năm ngoái khiến tàu đổ bộ cỡ lớn Novosibirsk của Moscow bị phá hủy. Cũng trong bài phát biểu, Trung tướng Nazev cho biết Ukraine gần đây đã được bổ sung nhiều loại khí tài hiện đại, từ thiết bị bay không người lái UAV cho tới các hệ thống phòng không đời mới. Ông nhấn mạnh rằng hiện không có quốc gia nào sở hữu kho vũ khí đa dạng như Kiev. Quan chức này cũng tiết lộ mối đe dọa lớn nhất với Ukraine hiện nay là các đòn tấn công hiệp đồng bằng tên lửa tầm xa và UAV của Nga. Các cuộc tập kích được Moscow triển khai từ những khu vực nằm sâu trong lãnh thổ nước này, khi chúng tôi không thể đánh chặn trong phần lớn hành trình bay, ông Nazev cho hay. Ukraine gần đây thông báo tỷ lệ đánh chặn UAV, tên lửa Nga thấp hơn nhiều so với những đợt không kích hồi năm ngoái. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kulepa ngày 23 tháng 1 cho biết các đồng minh phương Tây không cung cấp đủ hệ thống phòng không và tên lửa cho nước này để đối phó các cuộc không kích của Nga. Ukraine nhận UAV có thể hoạt động giữa mưa tuyết. Trong một diễn biến khác, lực lượng Ukraine tại Donetsk tiếp nhận mẫu UAV trinh sát VALK-1 hoạt động được trong mọi điều kiện thời tiết, kể cả trời mưa tuyết hay sương mù. Bốn bộ thiết bị bay không người lái UAV có khả năng hoạt động trong tất cả các điều kiện thời tiết đã được chuyển giao cho chúng tôi. Vadim Vilaskin, lãnh đạo chính quyền quân sự do Ukraine bổ nhiệm tại tỉnh Donetsk, cuối tuần trước cho biết thêm rằng đây là mẫu VALK-1. Ông Vilaskin nhấn mạnh UAV VALK-1 có thể nhìn thấy rõ kẻ thù trên chiến trường, dù là trong điều kiện băng giá, mưa, tuyết hay sương mù dày đặc. Đây là một thành tựu về công nghệ của Ukraine, quan chức này nhấn mạnh. Theo nhà sản xuất Worldbus, UAV trinh sát VALK-1 có trọng lượng cất cánh 3,7 kg, tốc độ bay 60 km/h, tầm hoạt động 45 km và thời gian vận hành tối đa là 120 phút. Thiết bị này sử dụng công nghệ dẫn đường quán tính kết hợp với định vị vệ tinh GPS, nên vẫn có thể bay dù bị gây nhiễu bởi hệ thống tác chiến điện tử. Thân UAV được làm từ nhựa EPP, sợi carbon và composite. Có thể chống lại hỏa lực từ vũ khí hạng nhẹ. Nó có khả năng hoạt động khi nhiệt độ ngoài trời xuống mức âm 27 độ C. Theo Samuel Bendes, chuyên gia từ Trung tâm Phân tích Hải quân CNA, có trụ sở tại Mỹ, khả năng hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết của VALK-1 là bước tiến quan trọng với lực lượng Ukraine, giúp họ có thể tác chiến trong điều kiện hết sức khắc nghiệt và khó lường của mùa đông. Dù vậy, vẫn còn phải xem liệu mẫu UAV này có thể vận hành đúng như những gì mà Ukraine tuyên bố trong vài tháng tới hay không. Ông nói, UAV, đặc biệt là dòng góc nhìn thứ nhất, FPV, hiện là một trong những vũ khí chủ đạo tại chiến trường Ukraine, được cả hai bên sử dụng với tần suất lớn trên chiến trường, nhờ ưu điểm giá thành rẻ, dễ sản xuất và có thể gây ra sức sát thương lớn, kể cả với khí tài hạng nặng như xe tăng, thiết giáp. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng hiệu quả tác chiến của UAV sẽ bị giảm đáng kể trong mùa đông, đặc biệt là các dòng giá rẻ như FPV. Nhiệt độ thấp khiến nó nhanh hết pin, trong khi mưa tuyết và sương mù gây có thể cản trở việc điều khiển UAV, do chúng thường phủ kín camera và khiến người vận hành khó quan sát mục tiêu. Thời tiết quá lạnh còn có thể làm đóng băng cánh quạt của UAV. Nga dường như đã có sự chuẩn bị trước để đối phó vấn đề thời tiết trong mùa đông. Edward Badasarian, người đứng đầu công ty quốc phòng Arakon của Nga, tháng 9 năm ngoái cho biết, UAV do nước này sản xuất đã được tinh chỉnh và thử nghiệm kỹ lưỡng để đảm bảo không bị giảm hiệu quả hoạt động dưới thời tiết lạnh giá. Cách xuồng tự sát Ukraine đánh chìm tàu chiến Nga. Một phi công người Ukraine đã bí mật tiết lộ cách hạ gục một tàu tên lửa dẫn đường của Nga chỉ với 6 xuồng tự sát USV. Cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine tuần trước tuyên bố đã đánh chìm tàu chiến Ivanovets của Nga. Thân tàu đã bị trúng nhiều phát đạn trước khi bị máy bay không người lái đánh chìm tại một vịnh nhỏ trên bán đảo Crimea do Moscow kiểm soát. Một trong những phi công điều khiển máy bay không người lái đứng sau vụ tấn công này tiết lộ. 10 chiếc Magura đã được sử dụng trong cuộc tấn công, trong đó có 6 chiếc đánh trúng và làm chìm tàu chiến Nga. Đây là tổn thất mới nhất đối với hạm đội Biển Đen của quốc gia này. Theo thông tin của phi công Ukraine, USV có tầm hoạt động rộng lên tới 800 km, giúp đơn vị của họ có thể tự do phóng UAV từ khắp nơi trên một vùng đất rộng lớn. Với đặc tính này, lực lượng Kiev có thể bảo vệ đường bờ biển Ukraine
thực hiện nhiệm vụ chống lại các mục tiêu ở Crimea. Kiev đang kêu gọi những quốc gia đồng minh hỗ trợ ngày một nhiều thiết bị không người lái để tạo thế trận bình đẳng với Nga. Trong những tuần gần đây, một loạt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã được Ukraine tổ chức nhằm vào các mục tiêu chiến lược ở Nga. Cơ sở hạ tầng dầu khí của Moscow đang bị đe dọa trong bối cảnh Kiev tổ chức với đợt không kích bằng máy bay không người lái vào một kho dầu của Nga, cách Peterburg khoảng 100 km về phía Tây. Người Nga không thể ngủ ngon vì các vụ nổ trong đêm. Họ nhìn thấy hiện thực của cuộc xung đột. Giám đốc quốc phòng Ukraine Kirilo Budanov tuyên bố hồi cuối tháng 1. Tương tự trên chiến trường, vị tướng hàng đầu của Ukraine cũng kêu gọi sử dụng các loại máy bay không người lái một cách rộng rãi, vừa để giải cứu quân nhân Ukraine trong nhiều tình huống, vừa để đối phó với lợi thế khí tài của người Nga. Kể từ khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014, cộng với những diễn biến từ cuộc xung đột tháng 2 năm 2022, lực lượng hải quân Ukraine cũng còn các hoạt động ở Biển Đen. Tuy nhiên, họ vẫn đạt được một số chiến tích tại khu vực này, tiêu biểu như vụ đánh hạ Ivanovsk. Ngoài ra, lực lượng Kiev đã tổ chức thành công cuộc tập kích vào Moscow vào tháng 4 năm 2022, buộc Nga phải thay đổi cách thức hoạt động gần các khu vực do Ukraine kiểm soát. Binh sĩ Ukraine bất an trước tin ông Zelensky tính thay tổng tư lệnh. Khi Tổng thống Zelensky phát đi thông điệp sẵn sàng giáng chức ông Zaluzhny, một số binh sĩ đang chiến đấu trên mặt trận phía đông tỏ ra hoài nghi và nói rằng điều đó sẽ phụ thuộc nhiều vào việc người thay thế tổng tư lệnh Ukraine là ai. Cuối tuần qua, ông Zelensky xác nhận đang cân nhắc thay thế vị trí của ông Zaluzhny như một phần của cuộc cải tổ quy mô lớn trong thời chiến. Tại Ukraine, ông Zaluzhny là một nhân vật được yêu thích do ông đã lãnh đạo cuộc phản công thành công trước Nga vào năm 2022, giúp Kiev giành lại một phần lãnh thổ. Tôi nghĩ việc cách chức sẽ không phù hợp lúc này vì không ai lại đi thay chỉ huy giữa lúc chiến đấu. Quân nhân đơn vị chống tăng có biệt danh Tiger cho biết. Lữ đoàn 59 của Tiger đang chiến đấu trên mặt trận phía đông Donetsk, gần Avdiivka, một điểm nóng chiếm sự trong nhiều tháng gần đây. Tiger cho biết người thay thế ông Zaluzhny phải đảm bảo rằng lực lượng tiền tuyến sẽ được tiếp viện thêm quân và UAV để chiến đấu. Đây là hai mục tiêu mà ông Zaluzhny liên tục thúc đẩy trong thời gian qua. Ihor, một đại đội trưởng 33 tuổi, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tìm ra một lãnh đạo mới phù hợp. Trước khi sa thải ai đó, đặc biệt là một vị trí quan trọng như vậy, bạn cần nắm chắc rằng ai sẽ thay thế người này và tầm nhìn của họ về tương lai thế nào. Nếu chính phủ muốn thay thế vị trí của ai đó, những thay đổi này cần khiến mọi thứ trở nên tốt hơn chứ không tồi tệ hơn. Một cuộc thăm dò vào tháng 12 năm 2023 của Viện Xã học Hội Quốc tế Kiev cho thấy 72% người Ukraine cho rằng việc sa thải Zaluzhny sẽ mang lại tác động tiêu cực. Chỉ có 2% nhìn nhận điều đó một cách tích cực. Mykola, 59 tuổi, người chỉ huy xe phóng tên lửa Pratt, cho biết ông nghĩ ông Zaluzhny đã bị cuốn vào một cuộc đối đầu chính trị. Ông nói, mọi người đều nghĩ rằng chúng tôi đã đạt được một số thành công vào năm 2022, nhưng năm 2023 đã không được như kỳ vọng. Điều đó không có nghĩa là ông Zaluzhny đã quản lý lực lượng vũ trang không tốt. Trong khi đó, thị trưởng Kiev Vitali Klitschko đã bày tỏ quan điểm phản đối việc cách chức ông Zaluzhny, cảnh báo động thái này có thể có tác động tiêu cực tới cả nước. Ông cho rằng xã hội Ukraine đã và đang thảo luận trong hồi hộp khi chờ đợi sự kiện liên quan đến tương lai của ông Zaluzhny. Về nhiều mặt, nhờ có ông Zaluzhny mà người Ukraine thực sự tin tưởng vào lực lượng vũ trang của chúng ta. Đây là lực lượng nhận được sự tin tưởng lớn nhất hiện nay, ông Klitschko nhận định, đồng thời cảnh báo về những hậu quả tiềm tàng của việc ông Zaluzhny bị sa thải. Ông Klitschko bày tỏ hy vọng rằng giới lãnh đạo Ukraine thực sự hiểu được mức độ nghiêm trọng của các bước đi mà nước này đang thực hiện và toàn bộ trách nhiệm của mình. Thị trưởng lập luận rằng Kiev phải duy trì sự sẵn sàng chiến đấu và sự gắn kết của quân đội, cũng như sự đoàn kết của xã hội. Một trong những căng thẳng giữa ông Zelensky và Zaluzhny liên quan tới kế hoạch huy động thêm quân. Ông Zelensky trước đó nói rằng quân đội muốn tuyển thêm 500.000 tân binh vào năm 2024, nhưng ông Zaluzhny chưa đồng thuận với đề nghị này. Những người lính đang chiến đấu ở Donetsk cho biết họ không muốn gánh toàn bộ gánh nặng của cuộc xung đột. Việc huy động là cần thiết vì chúng tôi không đủ người. Đối phương có lợi thế lớn hơn chúng tôi về số lượng binh sĩ, Ihor nói. Vâng, thưa quý vị, đến đây là chúng ta cũng đã điểm qua khá nhiều điểm nóng trên thế giới lúc này rồi. Hy vọng rằng những phần cập nhật thông tin của chúng tôi đã giúp quý vị có được cái nhìn toàn cảnh về tiêu điểm thế giới. Bây giờ thời lượng chương trình đã hết.
Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Đừng quên để lại một like và đăng ký kênh để giúp chúng tôi có thêm động lực duy trì chương trình. Thế giới tiêu điểm xin chào và hẹn gặp lại.